Ngày 2 tháng 2, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2021, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 23 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đang được điều trị tại cơ sở y tế. Đến nay, 20 trên 23 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. 3 trường hợp đang điều trị tại cơ sở y tế. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 9 trường hợp nghi ngờ đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã đề xuất một số nội dung như sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Y tế thành phố cơ sở 3 để làm điểm chuyên biệt điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước mắt sử dụng Bệnh viện Y học cổ truyền làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19, đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, phục vụ công tác chống dịch. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự vào cuộc tích cực của ngành y tế nói chung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói riêng trong công tác chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ tiếp theo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Thứ nhất là đề nghị các đồng chí cho xét nghiệm, lấy mẫu và xét nghiệm cho cái khu vực mà chúng ta phong tỏa đấy, ở Đồng Tiến, rồi là chỗ Tân Lạc. Cái thứ hai là cái vấn đề là trang thiết bị này, vật tư này, nếu các đồng chí tính nó cũng thiếu. Hiện nay thì qua báo cáo thì cũng tạm đủ, nó không thiếu gì cả. Trong cái kinh phí thường xuyên nó ra thì các đồng chí cứ mua sắm thôi. Nếu thiếu thì chúng tôi sẵn sàng trích dự phòng ra. Đấy, làm thế nào có đủ vật tư để chúng ta làm, không thể thiếu được. Chúng ta có thiếu đâu, không? Có thể thiếu vật tư, còn tiền thì chắc là không thể thiếu được. Duy trì cho cái chế độ báo cáo của ngành y tế. Kích hoạt lại trước đây thì tôi thấy là các đồng chí ngày nào cũng báo cáo. Đấy, nhưng mà đợt này thì bây giờ kích hoạt lại. Báo cáo là tình hình, có thể báo cáo cập nhật thôi, còn báo cáo hôm trước nó vẫn như số liệu thế thôi, không có gì mới thì cập nhật thêm, mà không có thì cũng có các ông chí là cũng báo cáo lên từ bệnh viện, đúng không? Có thể là ổ dịch thì cái này là yêu cầu các bệnh viện phải cảnh giác, cái này phân loại ngay từ đầu và điều trị luôn. Đối với đề xuất về sửa chữa, nâng cấp và trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình cơ sở 3, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổng hợp xây dựng phương án đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ có hướng dẫn kịp thời cho huyện Tân Lạc trong việc điều hành triển khai công việc tại huyện Tân Lạc theo hướng vừa phải phòng chống dịch, vừa duy trì việc điều hành chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.